call. A whistle from the valley below. Một tiếng huýt sáo từ thung lũng bên dưới ra hiệu với chúng ở dưới núi. Hiro và anh em họ của nó vẫn đang bận chơi bời, trong khi những con còn lại trong gia đình đã bắt đầu di chuyển. Và đây là lý do tại sao chúng phải vội như vậy. Thóc lúa đã được rải đầy để bổ sung thêm vào bữa ăn mùa đông nghèo nàn thiếu thốn của cả bầy. Và không ai muốn trễ bữa ăn sáng. Nhưng thiếu ai đó. Hiro và anh em họ của nó đã bị tụt lại đằng sau. Và anh em họ của nó không giúp được gì. Tất cả những gì chúng cần có chỉ là một gương mặt thân thiện, và chúng lại đi đúng hướng. Theo kịp với bầy rất quan trọng. Với loài khỉ tuyết, gia đình chính là sự sống. Nhưng còn có thứ gì khác thu hút chúng xuống núi. Jiko Kudani, còn gọi là thung lũng heo, rất nổi tiếng với những mùa xuân ấm. Và cách đây 50 năm, nó được xây dựng dành riêng cho bầy khỉ ở đó. Nó trở nên cực kỳ nhộn nhịp suốt đêm, và khỉ tuyết đã tận hưởng các mạch nước nóng nhờ núi lửa từ đó. Đó là việc làm chung của cả cộng đồng, bỏ qua các thứ bậc. Mỗi thành viên trong bầy đều là mỗi cá nhân đặc biệt. Vài con đặc biệt hơn những con khác. Lấy Pupple làm ví dụ. Nó thích tạo bong bóng trên mặt nước và dường như hoàn toàn mải mê với công việc này. Kia là Shiro. Nó rất mê mùa xuân ấm, thậm chí còn có biệt danh là ông chú của mùa xuân ấm. Nó được xem như cánh tay phải của Kuro khi xảy ra rắc rối. Nhưng nó dành hầu hết thời gian đi chơi với con cái. Kuro ít khi nào tham gia vào thời điểm mùa xuân ấm áp. Thay vì thế, nó dành thời gian ở một mình. Nó vẫn còn lạ lẫm với chức thủ lĩnh bầy. Vì vậy, có lẽ nó phải chống chọi với nhiều áp lực hơn bình thường. Nhưng việc đó không ngừng được Hiro. Có lẽ do trời lạnh buốt, hoặc có lẽ nó nghĩ Kuro cần bạn bè. Kuro làm ngơ hành động thiện chí của Hiro. Nó thích ở một mình hơn. Nhưng dường như bất cứ nơi đâu nó đi, những con khỉ con luôn đi theo nó. Vào buổi tối, cả bầy phải tìm chỗ trú sâu hơn trong rừng. Nhưng Kuro dường như miễn cưỡng dẫn đầu. Có lẽ vì nó phải làm quá nhiều thứ.
Cơn gió lạnh cuối ngày như đang nhắc nhở điều tệ nhất của mùa đông sắp đến. Trong một gia đình hơn cả 100 con, học cách chơi với những người khác là điều quan trọng nhất. Hiro vo tròn một nắm tuyết và cố gắng lôi kéo ông anh họ của nó chơi cùng. Những mối quan hệ mà nó cố gắng duy trì theo cách đơn giản này một ngày nào đó có thể giúp ích cho nó trong những rắc rối nghiêm trọng. Nhưng với Hiro, nó chỉ vô tư chơi đùa khi tuyết rơi đầu mùa. Càng tối, tuyết càng dày lên từng phút một. Đột nhiên, Hiro ngừng chơi. Có gì đó rất nguy cấp trong không khí. Một cơn bão đang đến. Cả bầy phải tìm chỗ trú cho buổi tối, và lần này, Kuro dẫn đường. Nhưng lúc chúng leo, Hiro cứ bị tụt xa dần và xa dần ở phía sau. Con mẹ tìm nó khắp nơi, trong khi những con khác vẫn tiếp tục di chuyển. Tiếng gió lấn át tiếng kêu tuyệt vọng của Hiro. Mẹ nó tiếp tục tìm kiếm, nhưng tuyết rơi dày đặc xóa mọi dấu vết của nó. Cuối cùng, mẹ nó đã nghe tiếng nó khóc. Bây giờ, Hiro đã sống sót. Lần này, nó may mắn. Nhưng sẽ thường không có lần thứ hai ở thung lũng Hell. Cơn bão như thế này có thể kéo dài trong nhiều ngày. Suốt mùa đông tuyết rơi nhiều ở dãy Alps Nhật Bản hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Những con khỉ tuyết học cách giữ thân thiết với bạn bè và gia đình. Đó thực sự là vấn đề sinh tồn. Nếu không có hơi ấm và tình cảm bạn bè, chúng sẽ lạnh thấu xương. The
Cả bầy đi xuống dưới núi, biết rằng mùa xuân ấm áp đang đợi chúng. Lần lượt từng gia đình tập trung ngâm mình dưới nước, tìm kiếm hơi ấm mà bấy lâu nay rất cần. Shiro đến đầu tiên, nhưng bây giờ thì cái hồ nhỏ đã bắt đầu chật rồi. Kiko là con cái có địa vị thấp hơn, nhưng được bình đẳng vào mùa xuân ấm áp. Rất hào hứng nên nó cố chọc phá con có địa vị cao hơn Tomano. Kiko lại cố nữa, nhưng Tomano không hề nhúc nhích. Shiro hy vọng cuộc cãi vã nhỏ này sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cuối cùng nó cũng phải xen vào để dừng cuộc đấu. Khi mọi thứ ổn định rồi, Kiko lại giở trò khác và bắt đầu từ phía sau chị nó. Nhưng Tomano chưa sẵn sàng để yên cho Kiko. Nhưng lạ lùng là nó không đánh lại. Nó nhẹ nhàng đi qua và chải lông cho Kiko. Đối với loài khỉ tuyết, chải lông là một hành động giãn hòa, một cách làm lành sau trận đấu. Trong một cộng đồng tồn tại phụ thuộc vào những thành viên khác, việc chải lông là chất keo kết dính bầy đàn với nhau. Đó là một phần là bữa ăn miễn phí và một phần là để giữ vệ sinh xung quanh. Thực ra, cho tốt hơn là nhận, một hành động chải lông bình thường sẽ mang đến nhiều lợi ích. Và bạn càng bình đẳng làm hành động tử tế này, bạn càng trở nên bình tĩnh và khỏe mạnh. Kuro, thủ lĩnh bầy, ngồi một mình. Nó không ôm ai hết khi run rẩy vì lạnh. Nhưng với tính khí chả vui vẻ gì của nó, cả đàn đã bỏ cuộc. Con duy nhất vẫn tìm đến nó là Hiro. Đến bây giờ, Kuro dường như vẫn không nghĩ đến chuyện đi loanh quanh quá nhiều. Có thể bản tính kiên trì, quyết tâm của Hiro đang từ từ làm tan chảy bề ngoài lạnh lùng của Kuro. Vào buổi chiều tĩnh lặng và đầy tuyết, có một việc đã xảy ra làm cả bầy ngạc nhiên. Đột nhiên, Kuro khoác tay nó lên người Hiro, mặc dù nó không chắc là nó đã hành động đúng. Ít nhất thì cả hai đã ấm hơn. Và đó là cách những mối quan hệ bắt đầu. Nó luôn giống như một kiểu nhảy rất
kỳ cục, quái dị, khác thường. Nhưng cuối cùng mỗi cặp sẽ bắt được nhịp, và sau đó chúng phối hợp ăn ý. Và đây là điều cực kỳ bất thường. Thấy con đực cõng con khỉ con trên lưng đã đủ khác thường, nhưng với một thủ lĩnh sống ẩn dật như Kuro thì thậm chí là bất ngờ hơn. Và cả đàn đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Bây giờ vì Kuro là thủ lĩnh nên Hiro có được thứ bậc cao nhất, một cơ hội để nhìn thế giới qua con mắt thủ lĩnh. Hiro chăm chú nhìn người thầy mới của mình, và khi chúng cùng tách vỏ cây, sự tự tin của Hiro tăng cao. Và vì không còn cô đơn nữa, Kuro như có thêm năng lượng mới. Kuro tìm được một chỗ phơi nắng bình yên dưới ánh mặt trời, đại loại thế. Có Hiro bên cạnh, một ngày dường như không bao giờ là quá dài. Nhưng mối quan hệ này sẽ kéo dài chứ, hay sẽ tan theo tuyết? Không còn lâu nữa, sắp đến mùa xuân rồi. Với sự giúp đỡ của bầy, đồ trang trí cho mùa đông được tháo dỡ từng cái một. Băng tuyết tan dần, con sông lại hiền hòa chảy. Những cơn mưa ấm áp gột sạch khu rừng và tiếp thêm đầy nước cho con sông. Những mảnh vụn của mùa xuân như dương xỉ và rêu bùng đang tách vỏ dần, chuẩn bị thay vỏ mới. Những con ốc sên thức giấc sau một kỳ ngủ đông dài, thò đầu ra khỏi vỏ để đi tìm lá cỏ non. Cả bầy đi qua khu rừng như những nhà thám hiểm vùng đất mới và phủ đầy cỏ xanh. Bây giờ ngừng lại và lần nữa đắm mình trong không khí ấm áp và hương thơm ngạt ngào của mùa xuân. Ở Nhật Bản, hoa anh đào là biểu tượng cho cuộc sống ngắn ngủi của tự nhiên. Bầy khỉ tranh thủ ăn những bông hoa ngọt ngào này khi chúng còn nở. Cả khu rừng như bữa tiệc, và Hiro không biết bắt đầu ở đâu. Sau khi ăn vỏ cây và cành con khắp mùa đông, đây đúng là thiên đường. Nhưng một tiếng khóc quen thuộc khiến nó chú ý. Rina
Rina mới vừa đẻ một con khỉ con chỉ mới vài giờ. Và không phải chỉ mình nó, khu rừng trở thành nhà trẻ với em bé ở mọi nơi. Những con khỉ tuyết mới sinh to bằng lòng bàn tay của bạn, nhưng chúng không thể giữ năng lượng lâu được. Con mẹ suốt ngày phải giữ chúng an toàn. Chúng cực kỳ hay tò mò và hoàn toàn không ý thức được thứ bậc trong bầy. Đi lang thang với người lạ khá là nguy hiểm, nếu đó không phải là gì của bạn. Nhưng việc đi khám phá liên tục như thế này là cách bọn trẻ học về thế giới quanh chúng, nên thật tốt khi những con khỉ tuyết là những bà mẹ rất kiên nhẫn. Cả Rina và chị nó đều đẻ con chỉ cách nhau một tuần. Trong suốt mùa xuân, bầy khỉ sẽ có thêm khoảng 20 con khỉ con. Chị con Rina là một người mẹ dày dặn kinh nghiệm và là đứa con gái lớn nhất luôn ở trong tầm kiểm soát, quan sát chăm chú đứa con trai nhỏ, đặc biệt là bây giờ nó đang bắt đầu đi lang thang. Với lịch trình bận rộn của con mẹ, sẽ thật tốt nếu được giúp đỡ. Mỗi ngày là một bài học mới, và bằng cách ở gần mẹ, tất cả những bí mật nhỏ nhặt của khu rừng sẽ được tiết lộ, như cách tìm thấy ấu trùng dưới vỏ cây tuyết tùng. Thời gian này trong năm, thức ăn của khỉ hầu như là cây cỏ, nên rất quan trọng để tìm nguồn đạm ở bất cứ đâu. Hơi giống như lục soát khắp các tủ trong nhà bếp, và cuối cùng bạn tìm thấy thứ bạn đang tìm. Giống như tất cả đứa trẻ, chúng học bằng cách nhìn người khác, và Hiro bây giờ đã một tuổi, đang hào hứng để làm những thứ người lớn làm. Như hầu hết những thứ khác, giống như thời gian phát triển về kỹ năng, kiến thức, rõ ràng có kỹ năng để lột, nhưng Hiro vẫn chưa thông thạo. Cây phong là loại cây ưa thích của bầy khỉ, và chị Corina bận hái lá tươi non. Con khỉ con bây giờ đã được 4 tuần tuổi, đang học leo. Nhưng sự tự tin thì đi cùng với luyện tập. Và bạn sẽ làm được một cách an toàn. Ở thung lũng, bầy khỉ thư giãn dưới ánh mặt trời. Nhưng một tiếng khóc chịu đựng làm phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Một đứa bé chào đời, nhưng không thấy mẹ đâu. Rina đang tìm đồ ăn cho đứa con nhỏ đang ôm chặt lấy nó. Nó tiến về phía đứa bé kia. Không chắc chắn phải làm gì, Rina nhớ lại quy luật đầu tiên của khỉ mẹ. Nhìn, nhưng không chạm.
Nhưng rõ ràng có gì đó không ổn ở đây và nó không thể làm ngơ đứa bé đang tuyệt vọng trước mặt nó. Đứa bé mới sinh vẫn còn đang run rẩy, nhưng từ từ nhận ra rằng không còn nguy hiểm nữa. Mặt khác, Rina có lẽ không đánh giá cao việc nó đảm nhận. Phải nuôi hai miệng ăn quả là đầy thử thách. Đứa bé mới sinh vẫn chưa thể nhìn thấy nhiều, nhưng bằng cách nào đó, nó dường như biết nó đã tìm được người mẹ mới. Những cơn mưa mùa hè chợt đến sớm ở thung lũng Hell. Với những đứa trẻ, mưa như trút nước là cái gì đó hoàn toàn mới. Trong khi Rina chăm sóc đứa trẻ nó nhận nuôi, con trai của nó bận khám phá với người bạn mới. Và Pablo chích trân khi mưa tạo ra phép màu trên mặt nước. Mối quan hệ bất thường của Kuro và Hiro vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong khi quanh chúng cây đậu tía Wisteria Nhật Bản đã nở rực. Khi Kuro dịu dàng chải lông cho bé cưng của nó, những đứa lớn, chúng phấn khích với trò hề thường ngày đó. Một cách bí mật, họ đã trưng dụng mùa xuân ấm áp cho quân đội. Thay vì nước nóng vào mùa đông, nước lạnh từ sông được bơm vào hồ. Có lẽ vì thời tiết, hoặc có lẽ do ảnh hưởng của Hiro. Ở bất cứ trường hợp nào, Kuro dường như thư giãn hơn bao giờ hết. Nhưng trong khi những con khỉ nhỏ đang chơi thì mẹ của chúng luôn bận rộn. Với Rina, nó phải làm gấp đôi công việc. Mỗi ngày trôi qua, chăm sóc và mang cả hai đứa trẻ trở thành gánh nặng. Nó hầu như không thể xoay sở để theo kịp chị nó. Trong khi con trai của nó khỏe hơn từng ngày, đứa bé nó nhận nuôi vẫn còn yếu ớt, vật lộn để giữ chặt mẹ. Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ trở nên rõ ràng là có gì đó không ổn với đứa con nuôi của Rina. Rina có thể không còn đủ sữa cho cả hai đứa, hoặc có lẽ đứa con nuôi đã bị bệnh. Và bây giờ Rina không thể làm gì hết.
Con trai của Rina có lẽ chưa nhận ra đứa em nuôi của nó đã chết rồi. Summer gives way to autumn. Mùa hè nhường chỗ cho mùa thu. Once again, một lần nữa, thung lũng heo lại chuyển mình. But it's not just the color. Nhưng không chỉ là màu lá đổi. The usually quiet, một khu rô im lặng, trầm tính, bây giờ chợt to tiếng và dữ dằn hơn. Hiro phải trốn cùng mẹ. Mặt Kuro đỏ bừng, cơ thể nó căng cứng lại, mắt hóa dại. Đây không phải là thủ lĩnh đầy yêu thương dịu dàng chải lông cho nó dưới ánh nắng mùa hè. Đây là mùa giao phối ở thung lũng heo, và Kuro chỉ nghĩ về một thứ duy nhất. Nhưng nó phải tranh đấu. Những con đực bên ngoài bầy đã đến thung lũng heo giao phối, và chúng làm trò để mọi người biết đến sự hiện diện của chúng. Kuro luôn để mắt kỹ đến bọn xâm phạm, nhưng mỗi ngày chúng tiến đến gần hơn. Những ngày mùa thu rất ngắn ở thung lũng heo, và dự trữ cho mùa đông là vấn đề đáng quan tâm hơn. Một số thì hái nấm linh chi mọc trên cây, trong khi số khác đào những trái hạt dẻ cuối cùng của mùa. Khi cả bầy bận tìm thức ăn, một trong những con đực bên ngoài lẳng lặng vượt qua Kuro. Nó tiến tới một con cái đang đi qua thung lũng. Khi con cái cố chạy, nó trở nên hung hãn hơn. Nó cố gắng tách đứa con khỏi con cái, nhưng con cái lao ngay vào để bảo vệ đứa bé. Khi nó bất ngờ đi chỗ khác, thì đứa con cả của nó cố gắng giúp, nhưng nó bị con đực lớn đẩy ra. Kuro và những con đực khác lao vào, và kẻ xâm lăng phải chạy trốn. Nhưng Kuro và Shiro bám sát ngay phía sau. Chúng ghim chặt nó xuống bờ sông. Nhưng con xâm lăng thoát được và dùng con sông để chống lại. Với dòng sông đã đóng băng ở giữa, con đực nhảy lên vách đá nhọn để trốn thoát. Vết sẹo của nó để mãi mãi nhắc nó về sức mạnh bầy đàn. Bạn của nó nhìn sang bên vách đá. Nếu nó muốn giao phối, nó sẽ phải tiếp cận bằng cách khác. Bây giờ Kuro quay về phía mẹ Hiro, chải lông cho nó đầy yêu thương.
Hiro muốn được ẵm bồng, nhưng chỉ một lần. Hôm nay đến lượt mẹ nó được nuông chiều. Mating is a dance, and the females often. Giao phối là một điệu nhảy và con cái thường dẫn nhịp. One of the outside males. Một trong những con đực ngoài kia có ấn tượng với gì của Hiro. Nó chọn một con đường hẻo lánh ở khu rừng cho cuộc hẹn hò lãng mạn. Những tiếng rên là tiếng gọi giao phối. Attraction is a difficult sự hấp dẫn thing to rất khó để định nghĩa, nhưng sự quan tâm của nó với tên ngoại lai sẽ mang ý nghĩa lớn về bộ gen. Nó đại diện cho gen mới từ bên ngoài thung lũng Hell. Bằng cách giao phối với con đực này, nó đảm bảo được rằng bầy của nó sẽ vững mạnh. Gió thổi qua những ngọn núi, mang đi màu của mùa thu. Thung lũng sẽ phủ đầy tuyết sớm. Mùa thu qua đi, cả đàn bắt đầu chuỗi ngày mùa đông của chúng với thức ăn là cành con và vỏ cây. Hiro đang gặm chồi cây phong. Gần đó, Kuro cũng đang làm điều tương tự. Thậm chí sau mùa thu, mối quan hệ rõ ràng của chúng vẫn chưa hề lỡ mất nhịp nào. Thực ra, nó dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả bầy đi qua thung lũng, mỗi thành viên đi sát bên mẹ và chị, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Và như một gia đình, Hiro và Kuro dính với nhau khi chúng cùng nhau đương đầu với mùa đông. Mối quan hệ bất thường này đã bắt đầu trở nên thuận tiện. Mỗi con tìm kiếm sự thoải mái qua mùa đông khó khăn đầu tiên, nhưng nó còn phát triển hơn nữa. Một tình bạn kéo dài qua nhiều mùa. Vào mùa xuân tới, Kuro trở thành một con đồ đàn tự tin và biết quan tâm. Và Hiro luôn ở bên cạnh nó. Nó đã 2 tuổi và thậm chí còn có một đứa em gái. Như mỗi khi xuân về, bầy khỉ lại chào đón những sinh linh mới. Những đứa trẻ năm ngoái bây giờ đã 1 tuổi và hay tò mò như Hiro đã từng như thế.